Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con HP Folio G1 nha mọi người. Màn hình 12.5 inch. Đây là được ví như là cái dòng MacBook Air vậy đó mọi người, mà được sử dụng Win. Tại vì đó là cái con này thì cái nó sản xuất cái con máy này là dường như là nó cạnh tranh với con MacBook Air đó mọi người của Apple. HP này sản xuất rất là chi tiết và rất là đẹp. Hai ngõ tai si sấm sét y hệt cái E2017 á. Màn hình là Full HD, mỏng đẹp chất lượng, có thể là nói có thể nó còn đẹp hơn MacBook Air nữa. Full nhôm hết toàn bộ nha mọi người, và cái con máy này là nó đẹp, không có một cái vết cấn, một cái vết rầy gì luôn. Mọi người nhìn này, chi tiết ốc đồ mọi thứ nhìn rất là chất lượng. Loa này nghe rất là hay nha. Đây, mỏng dánh nha mọi người. Mở ra còn mỏng hơn. Đây mọi người nhìn. Mỏng, sang trọng. Cần một cái con máy mà làm việc văn phòng ok nè, học hành online hay là giáo viên rồi vậy đó, mình sử dụng con máy sang, đẹp, nhẹ, gọn, webcam đồ đầy đủ à. Làm việc thì con này là quá hợp lý luôn, màn hình rất là đẹp, màn hình Full HD nhưng mà rất là sáng nha mọi người, rất là sáng và mịn, đẹp cực kỳ, 1920x1080. Màn hình không có lỗi làm gì hết. Cái con máy này mà nói với mọi người là nó hoàn hảo, không có cái lỗi làm gì hết nha. Sạc là sạc tai si đó. Hai ngõ tai si sấm sét, hai ngõ thun bót là bình thường, rất là chất lượng luôn. Mình sau này mình sử dụng gì qua thun bót là ok lắm. Folio G1 chip Core M5 nha mọi người, 6i54. Cái chip này á là nó là cái dòng tiết kiệm năng lượng. Thường thường trên những cái dòng, một là táp, hai là những dòng mà siêu mỏng như thế này. Ví dụ như ở Dell thì nó nằm ở trong 7275 hoặc 7375, là những cái dòng mà nhôm chất lượng, ngoại hình đẹp, có đều là sử dụng cái chip tiết kiệm năng lượng đó, cái chip Core M, nó hay nằm ở trên táp lắm. Mọi người tìm hiểu thêm. RAM là 8GB nè và SSD là 256GB. Cái SSD này sau này mình muốn nâng cấp sao mình nâng cấp đều được hết nha mọi người. Màn hình 12.5 inch, màn hình là Full HD và đẹp, chất lượng, nó sáng trưng à. Phím thì có LED phím rồi đầy đủ hết nè. Đây mình đặt nó là mã A268 nha mọi người. Phím mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế nữa, đúng khuôn của cái dòng này luôn. Dán vô rất là đẹp, gõ kiểu quốc tế ok, êm mềm dinh xịn. Nó kiểu giống y hệt MacBook thôi. Đó. Góc cạnh nè. Mướt rượt không có cấn một xíu nào luôn á mọi người. Không có cấn phát nhôm góc cạnh đâu. Bàn rê chuột cũng vậy, không có nút nhấn hay gì hết trơn á, chỉ là như vậy, y hệt MacBook Air thôi. Chất lượng hoạt động hoàn hảo, không có cái lỗi làm gì hết. Pin thì nó tầm 3 giờ kèm sạc Type-C của HP zin nha. Đây. Đây mọi người, mỏng đẹp. Và mình báo giá mọi người cái con máy này, máy kèm sạc mã A268, giá của nó chỉ có 4,3 triệu thôi nha mọi người. Giá cực kỳ tốt luôn. Ai chốt có thì inbox mình. Máy thì rất là đẹp. Nói chung là cũng tùy vào cái tình trạng máy nữa. Có thể là máy cứng, trầy hoặc là màn hình nó phản quang hay như thế nào đó thì giá nó sẽ khác. Nhưng đây cái con máy này thì mình thấy là không có cái chỗ gì phải chê hết. Đương nhiên máy cũ qua sử dụng thì phải chấp nhận là máy có dấu hiệu đã qua sử dụng. Nhưng mà nói về cầm cái số tiền đó mà để sở hữu cái con máy này sử dụng thì chất lượng, thật sự rất là chất lượng luôn. Này thì mình chỉ còn chắc còn có một con. Ai chốt thì inbox mình, mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu. Còn lại thì mình ship code, mọi người nhận hàng nè, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.